Hello, xin chào các bác nhé. Nói trở lại kênh YouTube Thằng Nhật Bãi Giả Giả này. Cái clip hôm nay lên cho bác con nồi của Juicy Lucy này. Có mã hiệu là NPSP10 này. Con này về Việt Nam còn gọi là Juicy Lucy môi chè nhé các bác nhé. Môi chè. Đây, mặt tiền của nó khá ok các bác nhé. Vận chuyển về thì nó có bị cấn móp một tí góc cái này này. Nó hơi như này này. Nó hơi như bác nhé. Chuyển về móp cái này. Còn thành vách các bác. Thành vách khá là đẹp nhé, không bẻ vỡ nứt chỗ nào, nhứt rát chỗ nào nhé bác nhé, khá là đẹp đấy, thành vách khá là đẹp. Con này của nó có mã hiệu là NPSP10 này, điện 100V, công suất tiêu thụ của 5330W bác nhé, còn rất là nặng luôn. Đây đời 2011 nhé các bác, 2011. Đây hình thức gioăng các bác nhé, gioăng khá là đẹp và xanh luôn các bác, xanh ngắt luôn các bác, gioăng xanh ngắt luôn. Đây áp suất bi này các bác, áp suất bi khá là đẹp này. Đây hình thức lòng nồi đây bác, lòng nồi nó có vài vết chấm nhá, vài vết chấm, xong vip màu đen tuyền, bên ngoài đen tuyền, xong vip luôn. Con này rất là nặng nhá, con này rất là nặng luôn. Con này em cân lên này các bác. Đấy. Đây các bác nhá. Nó gần 2 cân luôn các bác nhá. Xoang của nó gần 2 cân luôn. Xoang rất là nặng luôn. Em cầm cái nồi rất là nặng. Đấy, em cân cho bác xem. Nồi nặng gần 2 cân. Đấy, hình thức bên trong bên ngoài em đã xoay cho bác nhá. Còn giờ em sẽ ghim điện cho bác này. Đây màn hình LED cho con luôn các bác nhé. Màn hình LED này. Menu này rất nhiều chế độ bác nấu để bác nấu nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ luôn. Chế độ nấu cơm luôn. Đấy, nấu cơm 65 phút này, đã khóa áp suất. Đấy áp suất đấy này nhá. Đã khóa này. Con này có hút chân không nhá các bác nhé, có cả hút chân không. Đây các bác, nó hút chân không nhé, nó sẽ hút hút hết cái mùi bên trong nhé, để cơm không bị thiêu các bác nhé. Đấy, hình thức màn hình LED khá là đẹp nhá. Thì con này em bán với giá là 1,5 triệu bác nhá, 1,5 triệu. Bác nào chuyển khoản thì em bao ship nhá. Thì bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại 0983 32975 cho em với. Bác nào xem video cho em xin một like và chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh xem xin một lượt đăng ký nhé. Xin chào các bác nhé, hẹn các bác clip tiếp theo.